và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm, mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm rằng giờ này đã ăn sáng chưa, ở bên đây nắng hay mưa. Anh và tôi thật ra mãi mê nhìn lén nhau và không một ai nói nên câu rằng người tôi đang nhớ anh. Cả anh có nhớ tôi không? Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tay lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về à? Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi hay. Nên anh và tôi vẫn thế. Như một nhà tiên tri, hãy cho anh hỏi em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên. Hình như là anh đã yêu em trước khi mà anh biết em tên gì. Vậy thì em cho anh hỏi em nhà ở đâu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì cho anh lẻn leo vào được không? Anh không muốn cưa em đổ vì nhìn em ngã thì thương quá đê. Em nói anh chó quá à, và anh nói em sương quá đê. Thôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tay lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về à? Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, từ chối muốn nói rồi lại thôi hay. Nên anh và tôi vẫn thế, ấp úng mấy câu thương nhau nhưng không nói gì. Nên anh và tôi vẫn thế, vẫn chẳng thể đi bên nhau cùng chung lối về. Thật buồn ghét.